Rồi, chào anh em quay lại với kênh video của mình. Thì sẵn hôm nay mình chỉ luôn cái cách gọi là chỉnh chỉnh cái ben đạp lúc mà mình đạp thắng nó nặng, nó sâu gì đó. Thì cái nguyên nhân như thế này. Nguyên nhân là do một là các bạn xài lâu quá hết dầu. Rồi cái thứ hai nữa là do cái bọt khí nó bị ở trong cái đường ống này nè, từ cái đoạn này nè, từ cái ben này nè, trở về cái dây dầu đi ra phía sau con heo sau, nó bị bọt khí trong đó. Nên là khi mấy bạn đạp á, khi các bạn đạp thắng á, cảm giác nó sâu hơn bình thường. Mặc dù mình kiểm tra bố thắng ở đây nó vẫn còn khá là dày. Thì mấy bạn muốn kiểm tra bố thắng thì bạn mở hai con ốc ở dưới đây, thì mấy bạn sẽ kiểm tra thấy được cái độ dày, hoặc là mình nhìn kỹ vô trong hốc bên đây mình cũng có thể nhìn thấy được, camera thì không thấy nha. Thì mình thấy cái độ dày của bố thắng còn rất là nhiều, nhưng mà mình đạp rất là sâu nó mới ăn. Thì chỉnh rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhưng mà cái này á, nhiều thợ ra làm là làm không được nha, tại vì người ta không có làm cái này thường á, người ta đút vô người ta chỉ biết xả con ốc gió này thôi, và người ta xả người ta dậm nhẹ nhẹ vậy nè, nó người ta dậm nhẹ cho dầu nó trào ra từ cái chỗ cái lỗ gió này ra nha, để cho nó đẩy bớt không khí ra. Nhưng mà thực tế ra là nó hiếm khi được, là nó chỉ trào ra nhưng mà không khí nó vẫn còn nằm ở trong cái bít tông này nè. Nó thì cái việc canh như vậy làm tới làm lui thì nó vẫn không khắc phục được nha. Cái này là mình đi học lớn ở thợ người chuyên về thắng đĩa nên mình mới làm được nha, chứ mình tự làm cũng y chang như thợ sửa xe ở ngoài cũng không được nha. Thì đơn giản thôi, mấy bạn phải mua thêm dầu. Cái chuyện dầu thắng ở ngoài chỗ cửa hàng bán phụ tùng nó rất là nhiều. Mua bình bự cỡ này đi thì nó tầm khoảng 20.000. Rồi mới về mấy bạn mở cái nắp dầu ra, châm dầu mới trực tiếp vô đây. Rồi xong mấy bạn dùng chìa khóa số 8 đó, mấy bạn nới con ốc này ra. Rồi lúc đó mấy bạn dặm cái ben này liên tục luôn. Là mấy bạn lúc này từ cái chỗ ốc gió nè nó sẽ xịt dầu dơ này kia, dầu cũ ra, mấy bạn đạp cho hết luôn. Bạn cứ châm vô đầy bình, cái bạn đạp châm vô đầy bình, mấy bạn đạp đạp đến khi nào mà mấy bạn thấy dầu từ trong dầu mới từ trong cái con ốc này nó xì ra bắt đầu á, mấy bạn xí con ốc này lại, dùng khóa 8 xí con ốc này lại, xiết lại. Rồi xong mình dặm thêm mấy cái nữa. Rồi mấy bạn giữ ở trạng thái dậm đó luôn. Rồi mấy bạn quay ngược về đây, mấy bạn xả cái con ốc gió này một chút xíu thôi, cái nó xịt ra cái là mấy bạn siết lại liền. Siết lại cái xong mấy bạn lại quay ngược trở lại đây, lại tiếp tục đạp thêm mấy cái nữa cho nó cứng. Rồi mấy bạn quay ngược lại, xả nhẹ cái ra, là lúc đó không khí nó sẽ được đẩy ra rất nhiều. Đẩy ra vừa nhẹ thôi nha, là nó xịt nhẹ ra. Thì siết lại, mấy bạn làm cứ thao tác lặp đi lặp lại đến khi nào á khoảng 3 lần gì đó, là lúc đó cái ben đạp mình vừa dậm nhẹ xuống thôi, vừa dậm chút xíu thôi, là bánh xe nó không quay được nữa. Bánh xe không quay được nữa là ok ha. Đó là ok, rất đơn giản. Nhưng mà cái chiêu này mình phải học từ cái thợ mà sửa chuyên nghiệp nha, chuyên sửa heo dầu nha. Người ta không có chỉ mình đâu, mình tự trước về mình mua về dầu về mình thay, mình làm cũng đâu được đâu. Mình chỉnh, mình chế dầu vô, mà mình nghĩ chế dầu vô xong rồi mình xả gió làm hoài, dầu mới trào ra cũng không thể nào mà dựa ý theo cái độ cứng của mình được nha. Rồi các bạn muốn cái độ sâu nó không quá cứng, có thể đạp hơi sâu xuống vậy nè, thì mấy bạn cũng khi mà nó cứng rồi mấy bạn đạp cái vị trí mấy bạn mong muốn, xong rồi mấy bạn xả con ốc dầu nhẹ cái mấy bạn siết lại, rồi mấy bạn buông cái ben đạp này, cái càng ben thắng này ra là ok. Lúc đó cái thắng mình nó sẽ đạp nhẹ thôi, vừa ý, ok theo cái nhu cầu các bạn chỉnh ha. Đó, còn mấy bạn mà ra thợ nhiều khi người ta chỉnh không được, ta cứ xả con ốc này người ta đạp hoài cũng được nha. Rồi, cảm ơn mấy bạn nha, cái này kinh nghiệm xương máu chỉ các bạn biết thôi nha. Chào tạm biệt các bạn ạ.